Trong karaoke á thì nó sẽ có như thế này. Thì đây là nước con người nó nhỏ tiếng nhìn nè, thấy không? Thì khi karaoke á, nó cứ chỉnh cái lúc máy tơ mình lên để cho cái tiếng mic mình nó lên, thấy không? Anh nói chuyện cái mic ra nước. Đó, khi đó anh pha cái tiếng nhạc mình lên, anh pha cái nốt nhạc lên này nè, để cho tiếng nhạc của mình nó không quá lớn so với tiếng mic của mình, thì khi đó mình hát mới nhẹ. Thì anh pha tiếng nhạc lên từ từ mình nốt chút chút tiếng nhạc lên. Còn đây nó sẽ chích tổng ra cho tiếng nhạc lên và tiếng micro. Đó. Quay trở lại với kênh truyền thông của Đức Mạnh Audio. Đó, rồi thì sau một khoảng hơn tháng, Đức Hàng loa DT8 Đức Mạnh Điện thì hôm nay đã có hàng lại, và hiện tại sắp sẽ chuẩn bị đi giao cái bộ karaoke này đến cho cái anh Nguyễn Minh Kiệt ở trên phường Bình Tị Đông A, Bình Tân nha các bạn. Thì cái cấu hình mà anh chọn á thì đây sẽ là một cặp loa DT8 Đức Mạnh Điện. Rồi thì đây sẽ có thêm một cái loa sub D30. Thì cái sub D30 này cũng là một cái mẫu mới các bạn. Mẫu D30 là một mẫu mới của Panasonic cũng vừa cho ra mắt thị trường luôn. Thì anh tới anh nghe thử và chọn một bộ karaoke như này. Đối với cái cấu hình này dàn máy thì anh chọn vẫn là một combo huyền thoại. Đó, đó chính là một cái cục đẩy Panasonic DA2500. Nó còn quang số chỉnh cơ DX 2500E. Và cái bộ micro thì anh chọn là bộ micro Panasonic XM 1000 smart. Đó. Thì cái bộ này mình sẽ tiến hành mình giao tới phường Bình Trị Đông A, quận Tân các bạn. Thì các bạn nhớ theo dõi cái video của mình để xem mình lắp đặt bộ dàn karaoke này như thế nào để tới nhà quán nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Âm lượng lớn nhỏ cho tiếng nhạc nền. Và đây là flow, mid 2, mid low. Đây
là những cái nút để chỉnh tông cho tiếng nhạc. Đó. Sau cùng nó sẽ xuất ra hai cái đường gọi là master phone và master riêng. Đây là cái đường xuất tín hiệu tổng về chai như cái lúc bộ chảng trong cái âm ly á. Đó, đây là cái nút cái nút để mà xuất tín hiệu tổng ra tiếng lớn cho tiếng mic và tiếng nhạc. Nó xuất tín hiệu ra mình ở đây nó sẽ hai ngõ nhưng mà mình chỉ xài một ngõ này thôi, còn ngõ còn lại chỗ này mình kết nối vào xuất á. Là mình sẽ lấy cái đường tín hiệu của ngõ này nè. Rồi mình ra mình xài gọn đây, giờ mình xài xuống cục đẩy cho cao thôi, mình mút này thôi. Đó thì em đường nó nhỏ. Rồi. Trong karaoke á thì nó sẽ có như thế này. Đó, thì đây là nút con mình có nhỏ tiếng nhạc nền thấy không? Thì khi karaoke á thì điều chỉnh cái nút master này lên để cho cái tiếng mic mình nó lên thấy không? Anh nói chuyện tiếng mic ra nước. Đó, khi đó anh pha cái tiếng nhạc mình lên, anh pha cái nút nhạc lên này nè để cho tiếng nhạc của mình nó không quá lớn so với tiếng mic của mình, thì khi đó mình hát mới nhẹ. Thì anh pha tiếng nhạc từ từ mình nút trực tiếp tiếng nhạc nền. Còn đây nó sẽ tích tổng ra cho tiếng nhạc nền và tiếng micro. Đó. Xong rồi thì xuất tín hiệu xuống cục đẩy này, cục đẩy này thấy nó có hai cái đèn, có hai cái nút này là nghĩa nó là chỉnh âm lượng lớn nhỏ hai cái lo. Nó chỉ là những nút phức tạp thôi, nó không làm gì đâu, nó phức tạp thôi.